nhiễm phụ khoa là một trong các bệnh lý phổ biến mà bất cứ chị em nào cũng có thể mắc phải ít nhất một lần trong đời. Không chỉ gây khó khăn trong sinh hoạt hàng ngày, viêm nhiễm phụ khoa dẫn tới nhiều biến chứng cũng như ảnh hưởng lớn đến sức khỏe chị em, đặc biệt là khả năng sinh sản. Mặc dù nguy hiểm, thực tế cho thấy có khá nhiều chị em không nắm rõ được những nguyên nhân gây viêm nhiễm phụ khoa, từ đó để có biện pháp phòng tránh nguy cơ mắc phải. Ở nội dung video này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nguyên nhân gây viêm nhiễm phụ khoa cho các chị em phụ nữ. Viêm nhiễm phụ khoa là một nhóm các bệnh xảy ra ở cơ quan sinh dục sinh sản của chị em do sự xâm hại tấn công của các vi sinh vật như vi khuẩn, nấm, ký sinh trùng. Viêm nhiễm phụ khoa gây nhiều phiền toái cho chị em trong sinh hoạt, chất lượng cuộc sống, nếu không can thiệp điều trị kịp thời, có thể gây ra các biến chứng nguy hiểm. Cùng điểm qua các nguyên nhân dẫn tới viêm nhiễm phụ khoa, để từ đó các chị em có thể chủ động phòng tránh, giảm thiểu tối đa nguy cơ nhiễm bệnh. Nếu các chị em chưa vệ sinh sạch sẽ đúng cách, không đảm bảo khô thoáng cho vùng kín, các tác nhân có hại sẽ có cơ hội tấn công vùng kín gây viêm nhiễm phụ khoa. Mặc quần lót làm bằng chất liệu không thông thoáng có nhiều ni lông sẽ khiến cho khu vực vùng kín của chị em trở nên ẩm ướt bí bách. Điều này tạo điều kiện cho các tác nhân có cơ hội phát triển, xâm nhập vào hệ thống cơ quan sinh dục sinh sản, gây ra các bệnh viêm nhiễm phụ khoa. Khi quan hệ vi sinh vật gây bệnh có thể từ dương vật chuyển sang âm đạo, đặc biệt quá trình ma sát giữa hai bộ phận sinh dục trong hoạt động tình dục sẽ khiến cho các vi sinh vật có hại xâm nhập và gây viêm nhiễm một cách dễ dàng. Khi thực hiện các thủ thuật phụ khoa không an toàn, không đảm bảo về điều kiện vô khuẩn, ví dụ như nạo hút phá thai, đặt vòng tránh thai, thực hiện thủ thuật ở các vị trí thuộc cổ tử cung, tử cung có thể là nguyên nhân dẫn tới viêm nhiễm phụ khoa cho các chị em phụ nữ. Nguyên nhân viêm nhiễm phụ khoa có thể do mất cân bằng nội tiết trong cơ thể. Khi nội tiết tố bị mất cân bằng, lượng vi sinh vật có lợi giảm xuống. Vi sinh vật gây hại không còn bị kìm hãm, sẽ phát triển nhanh chóng gây ra tình trạng viêm nhiễm. Tâm lý tiêu cực như lo lắng, căng thẳng có thể làm tăng nguy cơ viêm nhiễm phụ khoa bởi nó có thể làm suy yếu hệ thống miễn dịch cộng, gây rối loạn hệ thống nội tiết tố của cơ thể, tạo điều kiện cho các vi sinh vật tấn công gây viêm nhiễm. Lạm dụng thuốc tránh thai có thể gây rối loạn nội tiết tố, ảnh hưởng tới môi trường ở âm đạo dẫn tới viêm nhiễm phụ khoa. Sử dụng thuốc kháng sinh trong thời gian dài không chỉ gây ảnh hưởng đến nhiều cơ quan trong cơ thể như dạ dày, gan, thận mà còn có thể làm mất cân bằng môi trường âm đạo, tăng nguy cơ bị viêm nhiễm phụ khoa.